Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì thầy và trò chúng ta sẽ cùng tiếp tục trong nội dung chương thứ 5, đó là tranh phố cổ. Và nội dung đầu tiên đây Tiêu sẽ cùng hướng dẫn cho tất cả các bạn và đồng hành cùng tất cả các bạn, đó chính là kỹ thuật làm nền trời nhé. Và trong kỹ thuật làm nền trời này, Tiêu cũng mong muốn là xây dựng cho các bạn những cái tông màu nó hoàn toàn mới. Ở nội dung phố cổ thì thường là các bạn sẽ làm ra hai tông màu này. Kể cả lớp trực tiếp của Tiêu, Tiêu sẽ hướng dẫn cho các bạn hai tông màu chính, thường là một là tông màu nó rực rỡ. Đấy. Hai là tông màu cổ. Đấy. Còn thực ra thì nếu mà các bạn nào bạo tay thì một cái tông màu và một cái kiểu cách làm nữa thì chúng ta có thể học về cái kiểu cách của Ngô Gia Văn Phái đó, hoặc là Bùi Xuân Phái đều được nhé. Là một trong những họa sĩ đời đầu của Việt Nam và tất cả các bức tranh của ông rất là giá trị cho đến thời đại hiện nay. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến trái chiều là phong cách của ông thì phải là những người nghệ sĩ lớn, phải là những người mà thực sự am hiểu nghệ thuật mới chơi được. Còn với Tiêu thì Tiêu sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn đều như nhau và những cái phương pháp nào để tối ưu nhất cũng như là cái cách làm nào nó dễ dàng nhất để chúng ta có thể hiểu và vận dụng ngay từ khi mà chúng ta học từ bài căn bản đến bài nâng cao. Được chưa ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị một cái ballet đây. Hôm nay Tiêu sẽ cùng làm nền trời. Đó. Trước khi để bỏ ballet ra thì mình sẽ cần sử dụng một vài tông màu như sau này. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh, màu màu trắng là 044 nha, màu trắng. Một chút màu xanh đây là 036. Màu xanh cô ban các bạn nhé. Một chút màu đỏ. Đây là anh 003. Cái lọ cũng sắp hết rồi. Nếu bạn nào hết màu mà trong quá trình mình làm ấy thì nên bổ sung ngay nhé. Đó. Một chút màu vàng đất, mã số là 029 nha, 029. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm một chút cam hoặc là chút vàng thư như là 023. Đó, màu cam là 026 đây nhé. Nhưng mà màu cam này tạm thời buổi nay chưa sử dụng vội. Chúng ta sẽ sử dụng tầm 4 5 tông màu chủ đạo đây. Đó là màu trắng này, màu đỏ này, màu xanh coban và màu vàng đất nhé. Sử dụng tầm 4 tông này là đẹp rồi, rất đẹp rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cùng bỏ palette và xúc từng đấy màu ra, mỗi màu một chút để hướng dẫn nhanh cho tất cả các bạn. Buổi sau thì chúng mình sẽ cùng lót nền đường, và buổi nay chỉ tập trung vào nền trời thôi, nền thôi nhé. Còn mây các thứ là tiểu tiết sau thì mình sẽ diễn sau nữa. Đó, các bạn hết sức tập trung nhé. Mình cần phải chuẩn bị một cái bay nữa này, một cái bay bay thật sạch và xúc màu ra. Đấy, màu trắng. Đó. Tôi sẽ dùng nốt cái màu trắng ở trong lọ này đang sắp hết này. Hiện tại là đang học đến bài thứ 5 rồi. Nếu mà bạn nào mà đang theo dõi clip chưa hiểu phần nào là chúng ta phải giải quyết ngay nhá, hỏi ngay. Nhất là những cái bài đầu tiên như này, về cơ bản này nhìn thì có vẻ dễ đúng không ạ? Nhìn rất là dễ thôi, nhưng mà khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thị phạm, như buổi hôm trước là chúng mình đã dựng hình cái tiểu tiết này và lên hết form dáng chung của dãy phố này, của phố cổ nhé, thì các bạn đã lên tổng thể rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đào sâu vào tiểu tiết và áp dụng theo quy luật xa gần, đó là xa trước gần sau, tức là nền trời ở xa nhất thì ta sẽ vẽ trước, còn tất cả những cái tiểu tiết ở gần thì mình sẽ vẽ sau. Đấy. Thường là chúng ta sử dụng màu tông màu xanh cộng màu trắng, nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ pha ra một tông màu mới hoàn toàn để cho các bạn đa dạng về góc nhìn. Thêm một chút vàng đất này, một chút thôi, mỗi thứ một tí nhé. Một chút màu đỏ nữa, đỏ là thường sử dụng là 003. Đấy. Màu thông dụng nhất, nhưng màu đỏ rất là mạnh nên là mình sẽ phải tập căn nhé. Đấy. Hôm trước kể cả các bạn lớp trực tiếp cũng thế, không biết là các bạn lớp online chúng ta có hay mắc phải không. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta đang làm phần nào đó, viện nền trời này, nền mái này, nền tường này, hoặc là vờn tả, bất kể cái gì đó, thì chúng ta sẽ căn cái lượng màu đổ ra để khi sử dụng nó vừa phải hợp lý nhé. Nên thừa chứ đừng nên thiếu nhé. Thiếu là trong quá trình mình pha tiếp là sẽ pha lần hai nó sẽ không thể giống lần một được. Sẽ cần một cái bình xịt để cho cái này nó ẩm ra. Đây, mình xịt đây. Một chút bút. Này, hiện tại thì sẽ sử dụng bút xanh, vẫn bút cán xanh thông thường để chúng ta lót nhé. Bút cán xanh các bạn nên chọn những size to to một chút để chúng ta có thể làm nó dễ hơn nhé. Rồi, bắt đầu vào luôn nha, một câu giờ nữa nha. Đây mình sẽ lót chuyện, mình sẽ pha màu luôn này,
màu ẩm, bút ẩm ra. Trắng này sẽ nhiều nhất này. Trắng mình sẽ kéo xuống đây nhé, kéo anh trắng xuống đây. Đấy. Kéo xuống đây, nạp một tí màu xanh vào đây, tí thôi, tí 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 thôi nha, và đảo lẫn anh trắng này. Như vậy là ta đang được hỗn hợp màu trắng và màu xanh này nhé. Thường là các bạn sử dụng tầm 10 phần là trắng này, thì sử dụng đến 0,5 đến 1 phần là xanh nhé. Ở đây thì xanh chúng ta sử dụng ít hơn. Đấy. Tăng thêm một chút, tăng thêm một tí đỏ này. À, lúc này bạn sẽ gảy thêm một tí vào đây nhé. Tí thôi. Đó. Nó ra cái màu nền nã như thế này. Tức là vẫn giữ được cái tông xanh của nó. Đây, và bóp bớt mực đi. Đấy. Nếu bạn nào đang sử dụng palette mà nằm xuống mặt phẳng ấy, thì chúng ta nên dùng bay cho nó nghiền. Đấy. Thì sẽ phải làm như thế này để các bạn có thể dễ quan sát, nên là bắt buộc phải đảo như thế này. Nó hơi khó hơn đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn đang để, nên để làm cái palette như này nhá, để ngang ra, chúng ta làm nó dễ hơn. Thêm một tí. Mà ta muốn nó đậm hơn thì ta sẽ tăng tí xanh đúng không? Tăng tí đỏ lên. Nó ngả sang hơi dạng tím tím đấy. Và sẽ gảy thêm một tí vàng đất vào. Thêm một tí vàng đất vào đây. Bạn nào muốn bầu trời chúng ta ấm áp thì chúng ta sẽ tăng thêm vàng đất. Rồi. Tăng thêm một tí. Đẹp ngay đúng không? Tăng tí đỏ vào đây. Tăng tí xanh. Nó chủ đạo là chuyển 4 cái tông màu này thôi nhé. Đấy, nếu mà tổng hợp lại một cái công thức làm sao nó dễ hiểu nhất thì các bạn sẽ nên pha như sau này. Một là ta sử dụng 10 phần là trắng này, ta sử dụng 0,5 đến 1 phần là xanh này, sau đó ta sử dụng 0,5 phần vàng đất này, và 0,5 là phần đỏ nha. Chúng ta sẽ đảo lẫn nhau và màu chúng ta cho ẩm ra. Mình sẽ đi lên này, đi lên đây, tầm trên này. Đó. Mình sẽ nạp thêm tí trắng để cho nó sáng hơn tí nha. Sáng hơn tí. Và mình sẽ chuốt ra đây. Mỏng màu thôi. Màu ẩm ra nhá. Màu ẩm ra. Cái này thì mình không cần đi theo cái quy luật nào cả. Mà nếu mà cái độ này mà nó đang tương đối tối như này rồi ấy, thì mình nên là chuốt lên bên trên. Còn đoạn giáp danh đường chân trời này mình sẽ cho xuống bên dưới nó sáng hơn một tí nữa. Và mình sẽ chuốt dài tay như này nhá. Dài, thật dài tay như này. Đấy. Chuốt một mặt bút thì các bạn sẽ lật cái mặt bút bên kia lên nhé. Mặt bút này xong rồi lật bên kia nhé. Và sẽ dài. Đấy. Lưu ý là nên làm nhanh tay hơn một chút. Nhanh tay hơn một chút để nó kịp khô nhé. Đấy. Mình sẽ trải dài tay, một tay trái mình sẽ giữ bài. Đấy. Tay phải mình sẽ cầm bút, mình chuyển màu cho nó nhanh. Dây này, cách hai vào màu. Cái phương pháp này làm từ bài 1 đúng không? Dây này. Đấy. Xong bắt đầu là chuốt thẳng này nhé. Nó sẽ giúp cho mình màu các thứ là ngấm hết vào các thứ toan được nhé. Dài tay. Chúng ta không nên chuốt gãi gãi nhẹ nhé. Đấy, thì nó sẽ để lại vệt bút. Mà chúng ta sẽ đi dài tay như này nhé. Dứt khoát. Những cái lông của bút nếu nó có rụng ra ấy, thì chúng ta cứ để tạm thời là đã. Và chúng ta tập trung xử lý những cái vùng gợn. Vùng gợn của màu là những cái phần nó nổi cộm lên ấy. Đó. Và chúng ta sẽ chuốt xuống khu vực bên dưới này. Bên dưới này thì mình sẽ tăng thêm một tí sáng nha. Sáng này mình cũng có thể cho một tí, tăng thêm trắng này. Vẫn là cái tông hiện tại nhưng mình sẽ tăng thêm một xíu trắng nữa. Cho nó xa xăm, cho nó huyền ảo đi thì. Kết nối luôn vào cái phần giao nhau bên trên này. Chúng ta chưa quan tâm vội những cái tán cây này nhé. Tán cây mình phát hôm trước đấy, thì chưa quan tâm vội mà mình sẽ để đấy đã. Mà mình sẽ có thể hơi lấp nhẹ như thế này. Hơi lấp nhẹ đi. Mà chuốt thật êm vào với nhau nhé. Êm vào đây. Cột điện này, mái nhà này cũng hơi lấp một tí. Tại vì sao? Khi mà chúng ta lấp thì cái nét màu xanh này nó vẫn rất là mạnh. Nó vẫn giữ lại được nên không lo, nó sợ mất hình nhé. Chúng ta ráp đường chân trời thì các bạn sẽ cho nó sáng hơn một chút. Đấy. Chỗ này cắt đi. Góc này.
cắt góc hơi lấp tất cả những cái thằng này vào cho nó tự nhiên mà nhé. Tí nữa ta sẽ xong bên này ta quay sang bên kia ta xử lý nốt cái phần gốc cây bên kia, nhúng nước cho hơi ẩm nữa các bạn nhé. Hơi ẩm là chúng ta sẽ chuốt vào đây nó dễ dàng hơn là chúng ta đi màu khô. Đấy. Êm nào, thật êm nhé, diễn thật êm, mà nếu mà nó chưa êm hẳn thì ta sẽ cho nó thật là dịu dàng vào nhau. Đấy, kéo này. Hơi lấp cái vùng tán cây đi nhỉ. Nhanh tay. Chốt dứt khoát và dài tay ra. Lưu ý là màu luôn luôn ẩm nhé. Màu luôn luôn ẩm. Chốt chỗ nào được luôn chỗ đấy và mình sẽ lùi lại sau mình quan sát tổng thể lại một chút nữa. Đó, nhìn cái màu rất là nã. Thực ra bên trên này ngoài ra mình có thể nạp thêm một tí màu đen đen ghi ghi vào cũng được để cho nó sầm đi một tí nhá. Sầm đi một chút thôi. Mình sẽ nạp thêm một xíu đen. Xíu đen vào cái hỗn hợp này nhá. Hơi đen đen ghi ghi. Để về sau mình diễn cái cảnh buổi buổi trưa đấy, nắng lên rồi và bầu trời nó hơi sầm sầm một tí. Đấy, cộng một tí xanh coban này. Tí đen nhá, vẫn xanh coban nhá. Bên trên là mình nhấn thêm một xíu nữa. Cộng một xíu đỏ này. Nhấn thêm một xíu nữa nhìn cho nó sâu sắc hơn này. Mình sẽ nhấn này. Kéo đây. Đấy. Màu là nó đang ẩm đúng không? Màu nó phải ẩm nhá. Dài nét ra dài bên này. Đấy, dài bên này. Nếu nó chưa ẩm thì sao nhỉ? Phải dùng thêm một cái bút nữa để xoa đúng không? Cái này là kiến thức bài trước. Bài phong cảnh thì chúng ta đã được học rất là nhiều về cái kỹ thuật vờn này rồi. Đấy. Êm hẳn chưa? Thế thôi, mình nghĩ là không cần nó quá nhiều về cái đen này. Về sau khi cái lớp này khô thì mình mới phải diễn những cái lớp màu sáng màu tối chuyển êm hơn tí nữa rồi nhá. Đó. Đây là một cái kỹ thuật chuyển màu nền trời cơ bản và dựa vào nền như thế này thì hôm sau chúng ta sẽ diễn ra nhé. Về sau chúng ta sẽ diễn sau khi cái anh nền này khô, mình sẽ diễn ra những cái dáng mây bay lững lờ dựa trên cái phác thảo này. Và tiết sau, bài sau thì chúng ta sẽ cùng xử lý nốt cái phần vỉa hè này và dần dần lên từng bức tường một. Ở trong nội dung phố cổ thì sẽ cố gắng là quay chậm nhất, sát nhất để chúng ta có thể học được kỹ thuật vờn, với kỹ thuật vờn nhiều màu, đa màu và cũng như là kỹ thuật chuyển, kỹ thuật hoàn thiện tất cả những cái về tỉa nét nhé. Đó, và chủ đạo của bài này vẫn luôn luôn nhắc với các bạn đó chính là kỹ thuật vờn, vờn và chuyển màu thật là êm nhé. Ngoài ra những cái phần khác mà chúng ta đã được bổ sung, chúng ta đã được học tập rất là nhuần nhuyễn trong những bài trước rồi thì Tiêu sẽ không đánh sâu vào lấy quá nhiều và sẽ học cho các bạn những kỹ thuật vờn như này để chúng ta có thể phát triển đến những dòng cao cấp hơn, đặc biệt là dòng tranh sơn thủy hoặc là những dòng tranh châu Âu nước ngoài. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip buổi thứ 3. Xin chào và hẹn gặp lại.